Cùng trong sáng nay, Sở Công Thương Đà Nẵng đã chính thức công bố đường dây nóng, tổ công tác tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, tổ chức đơn vị về tình hình cung ứng hàng hóa trên địa bàn, thành phố trong 7 ngày thực hiện, ai ở đâu thì ở đó, từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 8, nhằm kịp thời có hướng xử lý khi phát sinh các tình huống mới. Cụ thể, các số điện thoại gồm Bà Nguyễn Thùy Nhung, số di động 0905 212 676, máy bàn 02363

máy bàn 02363 822 103.